Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái mẫu bánh thể thao của ATV. Mẫu này có đường kính là 64-60 cm, bản rộng là 24 cm. Mẫu này thì có thông số là 26. Mẫu này có thông số là 26 × 11 − 16. Nhưng mà mẫu này thì nó chỉ tương đương với mẫu 14 thôi. Vành 14, mẫu này là tương đương với vành 14. Lan thì lan kép như này. Đấy. Các cái thông số của cái bánh xe này thì nó vẫn tim ốc. Đo ngang như này là 8 cm, đo chéo là 11 cm. Lỗ tâm ở giữa này có cái G bên trong này là G90. G đỡ là G90. Thì bánh này có cái gai cao là gai 1,5 cm, gai địa hình thưa 1,5 cm. Thì tùy theo mục đích sử dụng thì các bạn và làm vào mục đích gì thì các bạn có thể lắp đặt. Đối với cái vành này thì những cái vành mà trừ 14 trở đi ấy, thì cái lòng mâm trong của nó rất là to, cho nên là hầu như là tất cả các cái loại tambua trên thị trường hiện nay thì đều không sợ bị cạ ở phía bên trong lòng như thế này. Việc còn lại của các bạn là chỉ kiểm tim ốc này thôi, 11, 8, chéo 11. Còn lại thì phanh đĩa hay là phanh cơ thì cái này nó rất là to rồi, nên là các bạn không lo phải bị vướng, hầu như tất cả là lắp được hết. Đấy, các bạn chỉ cần đo cái G là 90, G đỡ là 90 này, tim ốc chéo 11 này, và đo ngang là 8 là được. Đấy, thì các bạn mua bánh xe thì em có để cái mẫu mã số sản phẩm, mẫu bánh ở dưới góc trái phía dưới video ấy, ví dụ như ghi là B001, B002 đấy. Thì các bạn mua thì các bạn có thể đọc thông số model bánh hoặc là đo cái mã bánh là mã B00 mấy đấy, thì các bạn xem mình có đánh ở dưới góc dưới màn hình ấy, thì các bạn cứ đặt hàng theo mã cũng được. Đấy, các bạn lưu ý về những cái vấn đề về kích thước để lắp đặt là như vậy. Thì mọi chi tiết giá thành sản phẩm thì xin vui lòng liên hệ 0983 818 955. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên. Cái mẫu bánh này thì nó có chiều, thì các bạn mua thì các bạn mua theo cặp. Đấy, thì nó sẽ không bị sai chiều. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.